Chào bạn, là mình Hằng đây. Hôm nay mình tiếp tục chuỗi 30 ngày Real Video Challenge nhé. Và chủ đề ngày hôm nay mình lựa chọn là những ai thích hợp để làm kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số. Nhóm 1 đó là những người đang đi làm công ăn lương. Họ đang được nhận lương hàng tháng từ một cá nhân, một tổ chức, một doanh nghiệp, một công ty nào đó. Tuy nhiên thu nhập họ có thì chỉ vừa đủ để trang trải cho cuộc sống cá nhân, cho gia đình. Và thậm chí phải tiết kiệm và tận tiện, họ luôn luôn mong muốn đa dạng hóa để có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Nhóm số 2 là những người đang làm chủ. Họ có thể làm chủ doanh nghiệp của họ, công ty, tổ chức của họ, làm chủ trường học, rồi làm chủ chuỗi nhà hàng, khách sạn hay là tiệm nail, spa, làm đẹp vân vân. Đây là nhóm có thể có thu nhập cao hơn nhóm số 1. Tuy nhiên cuộc sống lại vô cùng vất vả và thiếu thời gian. Họ không có thời gian để chăm sóc cho bản thân cũng như gia đình, và họ luôn khao khát mong muốn vừa có thời gian vừa có thu nhập. Nhóm số 3 là những chị em bỉm sữa đang ở nhà chăm sóc con cái, nhưng họ không muốn phụ thuộc vào thu nhập của người khác. Họ muốn làm một công việc gì đó vừa có thể chăm sóc con cái vừa có nguồn thu nhập tốt. Nhóm thứ 4 là những người muốn thay đổi cuộc sống, muốn cuộc sống của họ nhiều màu sắc hơn, nhiều trải nghiệm hơn, có nhiều các mối quan hệ chất lượng, và muốn một cái kinh doanh mà có thể ứng dụng được công nghệ, muốn sở hữu một kinh doanh riêng. Và nhóm thứ 5 đó là những người dịch chuyển hay linh hoạt, không phụ thuộc vào một nơi nào đó. Nhóm này rất thích hợp với những người đi ra nước ngoài học tập, định cư, làm việc, và họ rất thích một cái kinh doanh họ có thể bỏ túi và mang đi muôn nơi mà mang lại cho họ một thu nhập tốt.